Khoảng 5 giờ chiều hôm nay theo giờ Hà Nội, tức là 1 giờ chiều theo giờ địa phương, chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống thủ đô Phần Lan, muộn gần 1 giờ so với lịch trình hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đoàn xe hộ tống ông Putin đã nhanh chóng di chuyển tới dinh Tổng thống Phần Lan, nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Ông Trump cũng đã đến dinh Tổng thống Phần Lan lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, chậm hơn gần 1 giờ so với lịch trình ban đầu. Bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Mỹ chúc mừng nước Nga đã tổ chức một trong những kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử. Ông chủ Nhà Trắng đồng thời cho biết có rất nhiều điều muốn đàm phán với Nga, từ thương mại đến Trung Quốc và người bạn chung là Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm riêng kéo dài 1 tiếng rưỡi. Sau khi kết thúc cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục với bữa trưa làm việc. Cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, tức là 9 giờ tối theo giờ Hà Nội. Dù nội dung cuộc gặp chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cuộc khủng hoảng Syria, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tương lai của hiệp ước, các lực lượng hạt nhân tầm trung và vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.